Hè đến rồi, hay là mình đi chơi du lịch đi. Quả này mà bọn mình đi á, chụp ảnh nát cái máy luôn. Bố bọn mình đi chung với nhau á, gọi là nhất tâm luôn. Các cậu nhớ nha, đứa nào mà hủy kèo là xuống bốc ông nhớ chưa? 3 days later. Alo, sao thế? Có khi tớ không đi đâu, tớ bây giờ phải làm bài tập về nhà rồi nhá. Thôi, nhiều bài tập lắm nhá. Hả? Càng chơi càng tụt danh này. Hè này, quyết phải lên được cao thủ. Chán thật, mấy cái đứa này toàn bản lùi. Là ai gọi đây? Nhật nhăn nhó. Ơi, mấy quay đây à? Hè này tớ phải đi học thêm rồi, tớ không đi đưa du lịch đâu nhá. Hai cái đứa này chán thật đấy, nam ngủ áo vậy nó cứ bàn lùi thôi. Thôi hai ông mình tự đi. Thế cậu tính đưa bọn mình đi du lịch ở đâu? Tớ nghĩ là bọn mình sẽ lên Tây Bắc đi. Đi cái chợ phiên vùng cao Tây Bắc ấy, tớ thấy bảo là nhiều món ngon độc lạ lắm. Và còn rẻ nữa. Đi. Nhìn cái gì? Các bạn ơi, các bạn thấy trang phục của mình giống như không nè. Trời ơi, đều được thêu và đính những cái hàng này rất là tỉ mỉ luôn các bạn ơi. Nhìn những đường thêu rất là sắc nét đây này. Đấy, và màu sắc rất là sặc sỡ, đường chỉ may cũng cực kỳ đẹp luôn nha. Bên kia rất là đông nha. Bé thử xem mình sẽ có cái món gì làm nó sao đợi lại đông lại đông như thế. Điếu. Bán điếu các bạn ơi. Trời ơi. Các bạn ơi, cảm rất là đẹp và độc lạ luôn nha. Hay là mình cũng sắm một cái nhỉ? Cái này á, hình như hơi nhỏ so với hàng trước thì phải. Kiểu của họ là nhỏ mà. Đâu, lấy hẳn một cái túi to như này này. Đấy, túi to này vừa sắc nét các thể loại. Nè, tôi nhìn một sắc nét các bạn ơi. Wow. Ôi, trông lạ thật đấy. 10.000 hay 5.000 nữa, thôi 5.000 thôi nhá. Để có giữ bụng ăn với các món khác nữa. Ui, mấy cái tay kho các bạn ạ. Ôi. Trời ơi, ơi này, được bọc và gói rất đẹp nhất. Xô mũ trong này luôn nha. Ôi, trông rất là độc lạ luôn. Được xô mũ xong rồi, những hạt xô rất là dài luôn. Nó không phải tròn như ở xôi ở Hà Nội mình đâu các bạn ạ. À, mấy phải ăn thử trước nha. Thao, thấy sao? Ngon nhỉ, dẻo lắm đấy. Dẻo. Trông cũng rất là thèm các bạn ạ. Thế nên làm trước chỉ được nhìn nữa không được. Không được. Sao cái gì anh bốn mắt? Hả? Nhỏ lên dễ thương quá các bạn ơi. Kiểu xôi thì nhạt nhạt các bạn ơi, nhưng mà chỉ với muối cực kỳ ngon nha. Đây sao phải ăn thêm được. Thấy không? Kiểu với muối mà cái muối lạc nó rất là say, rất là nhuyễn luôn các bạn ơi. Ừ, rất là muối mà làm ngon nhờ. Ăn rất là ngon đấy. Ê, vừa ngày người ta nghiền rồi, không còn trộn vào bột canh. Ngon rất là nhạt nhưng mà khá là ngon. Người ta vừa bảo cái gì nhỉ? Quên hết tên nhỉ? Người ta bảo mình là đi đắp tông nên không phải dùng cái mông nữa các bạn. Thôi mình quay trở trên vậy. Rồi, mới ngủ dậy. Ở trên này người ta dậy rất là sớm luôn các bạn ạ. Cái chợ này họp rất là sớm, 6-7 giờ người ta họp rồi. Thế là mình cũng phải dậy sớm và mình không phải quay lại sớm nữa hết. Mình đang bị rất là mệt. Ôi, đông thế. Chợ dân sinh Bắc Hà, khu vực bán thịt cá rau củ các bạn. Chỉ là khu vực bán thịt cá rau củ thôi. Chợ Tây Bắc là người ta bán rất nhiều thịt trâu, thịt heo các bếp các bạn ạ. Ôi, ở đây có cả nguyên cả cái đầu heo các bếp luôn. Sợ quá. Ui, nhưng mà chắc cũng ngon các bạn ạ. Chắc phải ngon thì người ta phải bán chứ. Ôi, nhưng mà mấy món này chắc là mình nghĩ mình phải chế biến đấy mà mình không ăn được luôn đâu. Thôi là mình nên đi tiếp. Bánh rán đây xong có khác gì vị bánh rán ở dưới mình Hà Nội không? Wow, ở đây có một mẹt bánh rán nè. Có vẻ có khá là nhiều loại nha. Hơi nóng. Cá gì Hà Nội không? Ôi các bạn ơi, 4 cái mà có 15.000 thôi. Mà cái bánh này siêu to luôn nè. Ở Hà Nội chắc là 15.000 mình mua được 2 cái. Ăn thử nè, mình sẽ ăn thử. Cái bánh này đây kiểu màu cam, nó còn hơi mềm mềm nữa cơ. Trong nhân đỗ nè. Kiểu bánh rán ngọt ngọt đấy.
này đỗ xanh nha, mình đang được chín rồi, đỗ xanh chín. Mà siêu nhiều đỗ luôn các bạn ơi. Mà kiểu bánh rán nó rất là mềm, bình thường mình thấy bánh rán vỏ mới phải giòn giòn cơ. Nhưng bánh rán lên mềm lắm rồi đấy. Trời 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 ơi. Ăn giống như giống bánh dày. Giống bánh dày giò. Dẻo như bánh dày giò luôn. Vừa rất là nắng các bạn ơi, nhưng mà vẫn rất là thích nhà. Ngồi trông lạ thế nhỉ, lần đầu mình thấy. Cửa ra. Ồ, oh, ai da. Ai da. Ồ oh. Mình ăn cơm la mày luôn các bạn ơi. Rồi, xong rồi các bạn ơi. Đây, mình đã làm hộp. Wow. Bên ngoài nó sẽ có một cái lớp hộp bọc như dạng đây là cái lớp vỏ của cái nứa này che này sang các bạn ơi. Cơm rất là dẻo nha. Wow. Ăn như sôi luôn các bạn ơi, mà lại thơm cực, thơm hơn. Có mùi gì thì không? Nhả lắm mà. Có khi phải chấm với cái gì đấy các bạn ạ. Có bị ống tre. Thơm nha và rất là dẻo luôn ấy. Cái này mà ăn nước thịt và kho tàu ở Hà Nội khá là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Chấm kho quạch. Rồi bọn mình có phải đi sát nhau không? Chứ có không phát động mình sẽ bị lạc đấy. Sợ quá. Nói nhau là ứ lôi luôn. Rất nhiều các loại củ độc độc lạ đấy các bạn ơi. Kiểu dễ độc lạ dữ. Ôi các bạn ơi, mấy khoai tây hình như có vẻ tí nữa sẽ đi tìm mình ấy. Mà thật là trùng hợp, mình gặp một anh bạn. Ở đây, mình sẽ chôn mấy khoai tây các bạn. Bắt cóc là bắt vợ nha các bạn. Để xem là phản ứng của mấy khoai tây như thế nào nha. Đấy các bạn ơi, mấy khoai tây đang tìm mình đấy các bạn ạ. Đấy, chồn cửa chợ này cũng hơi run nhưng mà thôi kệ đi các bạn ạ. Không hiểu rồi các bạn ơi, chợ đông như này kiểu gì cũng sẽ lang thang mà sao? Chả hiểu lang thang chỗ có bài ở đâu nữa, vừa đến đấy nó biến mất luôn rồi. Thôi mình sẽ tìm phải khủng khiếp vậy. Target locked. Ủa, mấy khoai tây vẫn đang tìm mình các bạn ơi. Nào, thời cơ thích hợp đây rồi. Anh đang chôn mấy khoai tây đi. Có đâu kỹ thế các bạn ơi, mình tìm nãy giờ không có luôn ấy. Đi bộ quanh cái chợ này mỏi nhừ hết chân rồi mà không thấy này khủng khiếp luôn này. A few moments later. Mình kiệt sức luôn rồi các bạn ơi, tất cả khủng khiếp trốn kỹ quá. Không biết tìm ở đâu ra bây giờ luôn ấy. Ơ, cậu đang đi tìm ai đấy? Sao tớ thấy cậu đi lên công chuyện nãy giờ? Tớ. À, tớ đi tìm bạn tớ. Mặt cao mắt này này, máu màu đen không có màu trắng, ôi thấy bạn ấy đi. À, có phải là bạn tóc màu đen? Đúng rồi, tóc màu đen đấy. Mặt có hai mắt, một mũi và một mồm đúng không? Really nigga. Quá. Tớ là tà dữ chưa vậy? Tớ thấy bạn ý đằng này này. Đi ra tớ. Ôi, mày phải tay đi rồi các bạn ơi. Mình đi đây nha. Ôi, đi xa quá, bạn tớ đâu vậy? Đây, sắp đến rồi. Rồi, đến chưa vậy? Đây, đến rồi đâu? Ôi rồi, nhưng mà bạn tớ ở đâu? Tớ không thấy bạn tớ ở đâu? Bây giờ cậu phải về làm vợ tớ. Yêu em? Thì tớ mới chỉ cho bạn cậu ở đâu được. Đi, làm vợ. Đi, nhanh lên. Ôi, cứu anh, bắt cậu này. Không cứu cậu đâu. Tớ mình được, không bạn. Các bạn ơi, mây khoai tây sợ quá, nói dối luôn là mây khoai tây có người yêu rồi các bạn ạ. Ôi, mây khoai tây sợ quá, sắp phát khóc rồi các kìa. Ui, bạn mình cũng hợp tác các bạn. Đi, nhanh lên, nhanh lên. Đi. Ơi, ơi. Bọn mặt. Các bạn ơi, mình thấy mấy khoai tây sợ xanh mặt rồi. Bây giờ mình ra mình giải cứu mấy khoai tây đấy nhá. Bố mấy khoai tây ơi, có đâu rồi? Mấy khoai tây. Ôi, bỏ lên. Ui, cậu đây rồi. Cậu đây rồi. Đây. Ôi mệt quá. Cậu đi đâu nãy giờ mà tớ không thấy cậu đấy. Lăng xa, lăng xăng. À, tớ tính chôn cậu tí rồi mà. Cậu không nhận ra bạn mình à? Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Phải khủng khiếp. Giờ tớ chôn cậu đấy chứ không phải là tớ muốn chôn cậu đâu. Hai cậu cũng là quá đáng thật. Làm người ta mặc váy đẹp đi chợ này cũng không yên nữa. Cậu bị bắt làm vợ thật nữa thì không phải là hàng rồi. Thôi không phải khóc. Bây giờ tớ dẫn cậu đi ăn đặc sản.
với các khu vui chơi à? Nơi này nhá. Ờ, thế thì được, đi. Món đầu tiên bọn mình đi ăn sẽ là bánh phở đỏ nha. Và đây chính là cách mọi người trên này làm phở đỏ các bạn ạ. Chú ấy sẽ tự cắt ra mà rất đều luôn. Rồi, bác phở đỏ thơm luôn. Ăn thử miếng nào. Ui, trời ơi, nó ngon. Bánh phở nó rất ngon đấy các bạn ơi, nó mềm luôn nha. Nó không phải như giống một bánh phở ở Hà Nội mình đâu, vì đây là bánh phở là tự nhiên luôn, nguyên chất luôn đấy, không pha một chút gì luôn, nên ăn rất là tươi luôn đấy. Bạn nào mà có dịp ghé qua chợ phiên vùng cao thì nhớ thử món này nhá. Đảm bảo sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Đi chợ, đi chợ Châu các bạn ơi. Trời ơi, không biết chợ Châu có những gì ha. Mình lần đầu tiên mình đi xem chợ Châu đấy các bạn ạ. Tất cả là toàn Châu. Quá. Ô, con dê kìa. Con dê mà. Ôi trời ơi, chưa mới đi vào cổng thôi mình thử thì cũng có mùi gọi là rất là thích thủ và lòng lạnh. Mùi quá, ôi Châu, ôi nhiều Châu dã man lắm các bạn ơi. Chợ Châu đi nhiều, đi chọi, chọi Châu ấy sao ấy. Bạn thiên nhiên thằng mình rồi các bạn ơi. Mày đi cái chọi. Nó húc cho cái thì ôi nó muốn sờ đầu cơ, không thích sờ đít đâu. Wow, dễ thương vậy, như kiểu mấy kiểu à, đây không muốn châu này. Đâu đây? Chết mẹ, bị dính bẫy rồi. Chắc không? Wow, trời ơi các bạn thấy không? Ở đây những bạn nhỏ nhảy rất là đều và đẹp luôn ý. Để mình cũng hòa thử xem nào. Tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là à lôi. Cũng biết solo hip hop cùng với trai bản nhưng mà thôi. Cái này được đi xung quanh này không? Ui. Cảm giác sao Khải, cảm giác sao Khải? Vòng tay các bạn ơi, vòng tay các bạn nghe được, nó được thêu này, thêu thủ công bằng tay luôn á. Trời ơi, cái bát này trông lạ thật đấy, bát này giống như bát ăn sữa ăn bị clean ấy. Nhưng mà được tráng một cái lớp trang trí các bạn, rất là tỉ mỉ và đẹp đẽ luôn. Wow, ở đây là cái gì đây? Thì nó phát hiện ra một cái hầm thoát hiểm này. Như ở trong hầm từ ngày xưa kiểu người ta trốn tịnh đạn hay sao các bạn ạ, đúng không? Hầm đây là hầm gì đấy? Ôi tối lắm, sợ lắm rồi, mình không dám vào đâu. Để Khải khủng khiếp vào nhá. Mình sợ lắm, vì tối mình được. Tối mình sợ, mình không dám vào đâu. Thôi cho Khải khủng khiếp vào vậy. Ôi dồi. Vừa chật vừa bé đúng không Khải? Ui, trong này ghê quá các bạn ơi. Các bạn nhìn này, để mình quay cho các bạn xem nhá. Đấy, ghê chưa? Ui, người ta cũng có xây một tí rồi này. Đó. Xong bên trong là của các bạn ơi, mình hơi sợ quá. Mình sợ quá. Bên trong là cái gì đấy? Wow, cả một căn phòng tổ om luôn. Wow, tôi biết các bạn ạ. Trong góc tối tối kia là cái gì nữa ấy? Ui, mình sợ quá. Ai à, bên này là người ta lấp vào trong nhà các bạn.
quay lại đây thì sợ quá. Lần đầu tiên mình cảm giác được tô như này luôn đấy các bạn ạ. Cái bút nó cũng rất là lạ luôn nha. Và đây là sáp ong mà mình không thể ngờ là lên màu đẹp như này luôn ấy. Trời ơi, chất liệu hoa văn này. Đó, lên trên vải, vẽ trên vải rất là đẹp luôn.